và em tác giả Nguyên Hùng. Em đưa anh về thăm Huế mới, thăm phú xuân thuận hóa một thời, trời Ngự Bình xanh cao vời vời, nước Hương Giang êm ả lững lờ trôi. Thăm đại nội thử làm vua chốc lát, để cả đời thư thái phần thường dân, rời đình phù du chung niềm vui thường nhật, được nói cười thỏa thích giữa người thân. Đi thuyền rồng trên sông đêm nghe hát, ta ngược dòng về khúc Nam Ai, cầu Trường Tiền bắt ngan làm khuôn nhạc, mỗi bóng người qua một nốt nhạc ngân dài. Ta bên nhau suốt chiều dài đất nước, để xuân nay rừng chiêm ngưỡng Huế xưa, thắp nén nhang viễn tiền nhân thuở trước, hỏi Huế bây giờ, hỏi Huế bây giờ đã trẻ lại chưa. Em đưa anh về thăm chốn cũ, tìm lại tuổi xanh áo trắng phượng hồng, em và Huế đang ngược thời thiếu nữ, em và Huế đang ngược thời thiếu nữ. Anh xin làm bến đời phía cuối sông, em và Huế đang ngược thời thiếu nữ. Anh xin làm bến đời phía cuối sông. Thank you.